Cuộc sống xa hoa, bí ẩn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ít người biết, tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Hẳn anh em đã nghe đến câu nói, ở nhà Vinhome, đi xe VinFast, đi chợ Vinmart, mua sắm Vincom, du lịch Vinpearl, ăn uống VinEco, học tập VinSchool, chăm sóc sức khỏe VinMax, thanh toán bằng VinID rồi đúng không ạ? Hiện nay thì sản phẩm dịch vụ của Vingroup đã và đang bao phủ hầu hết các mặt của đời sống người Việt và trở thành tiêu chí của một cuộc sống khá giả, thịnh vượng, thượng lưu. Những dự án, công trình của Vingroup cũng đang từng ngày làm thay đổi diện mạo cuộc sống của người dân, không chỉ ở những đô thị lớn, ở thủ phủ của các tỉnh thành, mà còn đang lan mạnh tới cả các vùng quê. Để có những thành quả phát triển đáng nể như vậy, không thể không nhắc đến trụ cột kinh tế, người giàu nhất Việt Nam từ trước đến nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup. Là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, khối tài sản công khai của ông chủ Vingroup hiện nay lên tới 4,1 tỷ đô la Mỹ. Chưa kể có thời điểm tài sản của ông Vượng đã chạm mốc 10,6 tỷ USD, xếp hạng 218 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, cao hơn cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bởi vậy, nhiều người thường nói đùa rằng, nếu muốn tiêu hết số tiền 4,1 tỷ USD của mình, ông Vượng phải tặng mỗi người Việt gần 48 USD, tương đương với khoảng 1,1 triệu đồng. Thế nhưng thực tế với việc nắm giữ khối tài sản khổng lồ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có những cách tiêu tiền vô cùng độc lạ. Thậm chí ông còn có một cuộc sống vô cùng xa hoa bí ẩn mà ít người biết đến. Vậy tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiêu tiền như thế nào? Cuộc sống xa hoa của người giàu nhất Việt Nam ra sao? Anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Theo đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng được biết đến là người giàu nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng đằng sau những thành công đã có là một chặng đường đầy chông gai và vô cùng gian khổ. Không có thành công nào tự đến mà không phải đánh đổi bằng những cố gắng, kiên định, thậm chí là mất mát, thất bại. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng không ngoại lệ, mà như ông từng nói, mình nhạy hơn với thị trường, mình ăn đòn nhiều nên khôn hơn. Con đường lập nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt đầu từ những năm 1980, thông qua mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô cũ. Việt Nam đã gửi rất nhiều học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc nhất sang học tập về kinh tế, tài chính đến khoa học, kỹ thuật. Thời kỳ đó, du học Liên Xô là niềm mơ ước thoát nghèo của nhiều thanh niên Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng cũng thuộc lớp thanh niên ưu tú khi đó. Năm 1987, nhờ thành tích xuất sắc về toán học, ông Vượng giành suất học bổng du học tại Học viện Địa chất Moscow, chuyên ngành kinh tế và địa chất. Nhớ lại thời kỳ này, ông Vượng nói, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tôi đi học ở Liên Xô, rồi ở lại làm việc. Bắt đầu khởi nghiệp thực ra là từ năm thứ ba đại học, ở Moscow, tại Dom 5, khu thương xá tập trung làm ăn buôn bán của người Việt tại Nga thời đó. Mình cũng đi thuê một cái phòng để bán hàng, nhưng buôn bán kém, cứ càng buôn càng lỗ. Sau đó mới mở cái nhà hàng tại Dom ấy luôn. Đến đoạn sau thì nhập hàng từ Việt Nam sang. Hồi ấy buôn áo gió là đỉnh điểm, ban đầu kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng cuối cùng cũng lại mất sạch, phá sản luôn ấy. Vì khi thị trường đi xuống, mình phản ứng không đúng và không kịp. Sinh viên đã có kinh nghiệm gì đâu, nên mới bị phá sản. Khi rời Moscow đi xuống Kharkov thì vẫn còn nợ 40.000 USD. Giai đoạn những năm 1990, do khủng hoảng kinh tế tài chính, những kệ hàng trong siêu thị Kharkov trống không và người dân buộc phải mua nhiều loại sản phẩm bằng tem phiếu. Tận dụng cơ hội, ông Vượng về Việt Nam mua một dây chuyền mì ăn liền 2 vắt thô sơ, quay tay đưa sang Ukraine và bắt đầu sản xuất mì ăn liền hiệu Miniva, bán cho dân bản địa. Sản phẩm của Technocom hoàn toàn xa lạ với Ukraine nhưng lại nhanh chóng được đón nhận. Technocom ra đời vào ngày 8 tháng 8 năm 1993. Ngày 8 tháng 8 sau này cũng được chọn là ngày thành lập tập đoàn Vingroup. Để có vốn kinh doanh mì ăn liền, ông Vượng chấp nhận mạo hiểm đi vay 10.000 USD từ bạn bè với lãi suất 8% trên một tháng. Sau đó ông còn tiếp tục vay ngân hàng châu Âu với lãi suất 12% để mở rộng sản xuất sang các sản phẩm khác nhau như rau thơm khô đóng gói, bột khoai tây, súp. Sự xuất hiện của mì Mivina vào năm 1995 rất đúng thời điểm nên nhanh chóng trở nên phổ biến ở đất nước Ukraine. Chỉ trong vòng một năm, doanh số cán mốc 1 triệu gói mì. Đến năm 2004, mức tiêu thụ mì Mivina ở Ukraine đạt mức kỷ lục, 97% người tiêu dùng sử dụng loại sản phẩm này. Bởi vậy mà hiện nay, ở Ukraine chỉ nhắc đến ông Phạm Nhật Vượng thì hầu như ai cũng biết. Từ cơ sở ban đầu chỉ 30 nhân công, loại mì này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thị trường thực phẩm Kharkov, rồi phổ biến toàn Ukraine. Thương hiệu Mivina sau đó trở thành tên gọi chung cho tất cả đồ ăn nhanh ở Ukraine. Từ thành công tại Ukraine, ông Vượng mở rộng nhà máy, tiếp đó đưa thương hiệu Mivina tới hơn 30 quốc gia khác trên toàn thế giới như Estonia, Litva, Latvia, Moldova, Ba Lan,
Đức, Israel. Ngoài sản phẩm đầu tiên là mì ăn liền, ông còn sản xuất khoai tây nghiền, thành lập nhà máy chuyên sản xuất gia vị, nhà máy chuyên đóng gói, là các công ty con của tập đoàn Technocom, tiền thân của Vingroup hiện nay. Những năm 1997 đến năm 1998, ông Vượng chia sẻ chỉ nghĩ kiếm được 2 triệu đô la Mỹ là sẽ ngừng kinh doanh và về hưu. Nhưng như người ta thường nói, thời tới không cả nổi, việc kinh doanh cứ thế mà đi lên. Từ năm 2000, song song với việc điều hành công việc kinh doanh ở Ukraine, ông Vượng bắt đầu đầu tư về nước với việc mở hai công ty bất động sản ở Việt Nam là Vinpearl năm 2000 và Vingroup năm 2002. Một năm sau, ông Vượng tiếp tục khai trương trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu, tổ hợp thương mại lớn đầu tiên ở Hà Nội. 3 năm sau, tuyến cáp treo vượt biển nổi tiếng nối đất liền Vinpearl Land Nha Trang được đưa vào vận hành và là một trong những tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới cho đến năm 2018. Đến năm 2010, ông Vượng bán Technocom cho tập đoàn Nestle của Thụy Sĩ với mức giá không được tiết lộ. Thời điểm ông ra đi, Technocom vẫn là một tên tuổi lớn trên thị trường hàng tiêu dùng nhanh của Ukraine. Có hai nhà máy ở Kharkov với doanh thu lên tới 100 triệu USD trên một năm. Từ hai dự án đầu tiên mang tính biểu tượng là Vinpearl Nha Trang và Vincom Bà Triệu, Vingroup đã lớn mạnh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng trong suốt hai thập niên đầu thế kỷ 21. Trong lĩnh vực bất động sản, hàng loạt các dự án nhà ở, khu đô thị, nghỉ dưỡng của tập đoàn này đã ra đời và thay đổi hoàn toàn bộ mặt đô thị cũng như khu du lịch tại Việt Nam. Sự thành công nhanh chóng của lĩnh vực bất động sản của Vingroup tạo đà giúp doanh nghiệp này mở rộng ra hàng loạt lĩnh vực khác trong hệ sinh thái khép kín mang họ Vin, bao gồm trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, Vinuni, siêu thị Vinmart, hiện đã bán cho Masan, điện thoại Vsmart. Năm 2013, Phạm Nhật Vượng đã trở thành người Việt Nam đầu tiên được tạp chí Forbes vinh danh trong bảng xếp hạng tỷ phú đô la của thế giới, ở vị trí 974 với tổng tài sản 1,5 tỷ USD. Thứ hạng của ông tăng đều theo các năm và tới thời điểm năm 2018, khối tài sản của ông lên tới 8,25 tỷ USD. Chủ tịch tập đoàn Vingroup tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và chính thức lọt top 200 người giàu nhất hành tinh, đứng thứ 195. Giá trị 8,25 tỷ USD tương đương với 3,42% GDP danh nghĩa của Việt Nam năm 2018. Con số này thậm chí còn lớn hơn GDP danh nghĩa của 46 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, dựa trên công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ví dụ vui, nếu trên đường ông Vượng có chẳng may đánh rơi tờ 100 đô, có lẽ ông không cần bỏ ra 5 giây để cúi xuống nhặt, vì trong 5 giây đó, tài sản của ông đã tăng thêm 635 USD. Sau đó Vingroup đổi slogan, nơi tinh hoa hội tụ cùng phát triển, trở thành mãi mãi tinh thần khởi nghiệp. Quyết định này của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Nhật Vượng đã đưa ra lời giải thích, để mọi người giữ được ngọn lửa, ý chí và tinh thần làm việc, bởi theo ông Vingroup vẫn còn quá bé nhỏ so với thế giới. Chỉ một năm sau, Vingroup công bố kế hoạch dự án sản xuất ô tô VinFast đầy tham vọng, cùng hàng loạt sự điều chuyển mục tiêu của toàn tập đoàn. Quyết định này được đánh giá là dự án khởi nghiệp mạo hiểm ở tuổi 50 của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam, kèm theo rất nhiều hoài nghi và tò mò của dư luận. Thế nhưng trái ngược với những nghi ngại ban đầu, thực tế diễn ra 3 năm qua đã cho thấy bản lĩnh đáng gờm và tăng tốc ngoạn mục của hãng xe VinFast. Giờ đây thì ông Vượng có thể tự hào khi hàng ngày chứng kiến xe VinFast đã chạy khắp các con phố ở đô thị. Dòng xe quốc dân như Fadin thậm chí trở thành dòng bán chạy nhất tháng 2 vừa qua với doanh số 1.090 xe, bỏ xa vua doanh số Toyota Vios. Với khối tài sản kênh xù kể trên, nhiều người nói rằng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể chọn mua 20 chiếc Airbus A380, loại máy bay thương mại lớn nhất thế giới, hoặc 434 chiếc Bugatti La Voiture Noire, siêu xe đắt nhất thế giới mà siêu sao Cristiano Ronaldo đang sở hữu. Thế nhưng thực tế tỷ phú giàu nhất Việt Nam dường như không chọn những thứ đắt nhất, mà là những thứ phù hợp nhất. Trong đó phải kể đến bộ sưu tập xe sang của ông Vượng trước khi bén duyên VinFast Lux SA 2.0. Theo học nhiều năm ở Nga, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình bằng công việc buôn bán hàng tiêu dùng từ Việt Nam sang và mở nhà hàng Việt Nam tại Đom Năm, khu kinh doanh của người Việt Nam tại Moscow. Ông Phạm Nhật Vượng xâm sắm cho mình một chiếc ô tô ngay khi còn là du học sinh. Chiếc xe đầu tiên ông chọn mang thương hiệu Lada. Đây là thương hiệu nổi tiếng nhất nhì thế giới vào những năm 1990, được mệnh danh là xe Ý của Liên Xô, từng là niềm tự hào không chỉ của người Nga mà còn là khối chủ nghĩa xã hội. Lada là thương hiệu xe hơi duy nhất có mặt trên mọi lục địa của thế giới, gồm cả Nam Cực. Những chiếc Lada phát triển cực thịnh vào những năm 1980 đến 1990, khi có sức tiêu thụ lên tới hơn 18 triệu xe, một nửa dành cho xuất khẩu. Khi ấy biểu tượng chiếc thuyền buồm Viking của Lada
trở thành lời khẳng định cho sự thành công, giàu có và khát vọng của những người Liên Xô. Chiếc Lada gắn với một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của tỷ phú Vượng. Đầu năm 1993, môi trường kinh doanh tại Moscow rất ngột ngạt, trộm cướp hoành hành. Vì thế, vào một ngày đầu tháng 8 năm 1993, ông Vượng cùng ba cộng sự cấp dưới trên chiếc Lada đỏ vượt qua quãng đường gần 800 km tới Kharkov, nước Cộng hòa Ukraine, lập nên Technocom, gây dựng thương hiệu mì gói Mivina nức tiếng một thời. Năm 2000, ông chuyển dần lợi nhuận từ việc kinh doanh ở nước ngoài về đầu tư làm bất động sản và du lịch ở trong nước. Đến năm 2010, ông bán Technocom cho Nestle trong một thương vụ không tiết lộ giá trị và chính thức trở về kinh doanh ở Việt Nam. Lúc này, ông gắn bó với thương hiệu xe Bentley. Trong bài phỏng vấn hiếm hoi với Forbes, sau khi được vinh danh là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam vào năm 2013, phóng viên tạp chí này đánh giá ông Vượng có thói quen khá bình dị và đơn giản với biệt thự ở Vincom Village, một chiếc Bentley, làm từ thiện và xem phim hành động cùng những kỳ nghỉ ở Nha Trang. Cho dù truyền thông trong nước cũng như quốc tế chưa từng công bố bức ảnh nào về mẫu xe Bentley mà ông Vượng sở hữu, nhưng rất có thể với phong cách kín đáo thường thấy, vị tỷ phú này sẽ ưa thích dòng Energy Continental Flying Sport. Giá của một chiếc Flying Sport phiên bản mới nhất hiện dao động từ 227.000 đô la Mỹ đến 247.000 đô la Mỹ. Trong tiết lộ mới nhất, ông Vượng cho biết mình đang sở hữu chiếc LX570 và gọi đó là chiếc xe yêu quý của tôi. Bảng giá xe cập nhật cho biết chiếc xe này của tỷ phú Vượng có thể được mua với mức giá khoảng 8 tỷ đồng. Lần đầu tiên, LX570 xuất hiện là tại New York Auto Show vào tháng 4 năm 2007. Theo website của Lexus Việt Nam, chiếc LX570 được trang bị hộp số 8 cấp, hệ thống trao tay đòn kép, 3 chế độ lái, hệ thống 10 túi khí tiêu chuẩn, cảnh báo điểm mù khi lùi xe, với màn hình đa địa hình cho tầm quan sát 360 độ bởi các camera đặt tại các vị trí thiết yếu xung quanh xe. Người lái sẽ dễ dàng vượt qua những địa hình phức tạp như đá, đất lún, rãnh nứt hay đường gập ghềnh. Nội thất xe được bọc da và ốp gỗ với phong cách sang trọng. Trong khi đó, hai chiếc xe sắp thuộc quyền sở hữữu của ông Vượng là VinFast Lux SA 2.0 và Lux V8. Chiếc Lux SA 2.0 được trang bị động cơ DOHC 2.0 lít, 4 xi lanh tăng áp, công suất tối đa 228 mã lực, mô men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số trên xe là loại ZF tự động 8 cấp, hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian cùng những tính năng an toàn hàng đầu như phanh đĩa tản nhiệt phía trước, phanh đĩa đặc phía sau, hệ thống ABS, EBD, PA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, TCS, HSA, ROM, cảm biến hỗ trợ độ xe. Giá bán xe chính thức không ưu đãi là gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Vượng, việc chuyển từ chiếc xe LX570 sang Lux SA 2.0 có chút khó khăn do động cơ của chiếc xe VinFast chỉ là 2.0 lít. Đổi từ 5,7 lít đến 2.0 là sự nỗ lực rất lớn. Ông Vượng thẳng thắn chia sẻ, tất nhiên là sẽ không lâu vì mấy tháng sau đó thì lại có thể đổi lên 6.2 lít như cũ. Chiếc xe mấy tháng sau đó được vị tỷ phú này nhắc đến là Lux V8, phiên bản nâng cấp giới hạn, chuẩn bị được giới thiệu ở Geneva Motor Show 2019. Sở hữu động cơ V8 mạnh mẽ, chiếc xe này có những đặc điểm khá tương đồng với LX570, nhưng nhờ 8 xi lanh xếp hình chữ V, công suất tối đa của xe có thể lên tới 455 mã lực, mô men xoắn cực đại 624 Nm. Ngoài ra, VinFast Lux V8 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 300 km/h, vượt trội hơn con số 210 km/h của thương hiệu xe đến từ Nhật Bản. Ông Vượng cho biết, chiếc xe Made in Việt Nam này không khác gì so với dòng xe được nhập khẩu, và ông cũng sẵn sàng đổi chiếc xe Lexus LX570 của mình sang dòng xe VinFast. Với vị trí đứng đầu tập đoàn đa ngành lớn nhất Việt Nam, điều ông Phạm Nhật Vượng quan tâm hơn việc đi xe gì, ở nhà to bao nhiêu là nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài bộ sưu tập xe sang, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn có hàng loạt khối tài sản khổng lồ trải khắp Việt Nam. Là một trong những tỷ phú kiên tiếng nhất làng doanh nhân Việt, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup, ít khi xuất hiện trước công luận và cũng chưa bao giờ tiết lộ con số thực, trừ phần công khai quy đổi bằng cổ phiếu hay những số liệu thống kê giá trị cổ phiếu ông này nắm giữ. Tuy nhiên, nhìn vào khối tài sản khổng lồ với hàng loạt dự án sang trọng thuộc các lĩnh vực bất động sản, du lịch khách sạn, y tế, sức khỏe, làm đẹp và giáo dục của tập đoàn Vingroup do ông làm chủ, người ta cũng có thể hình dung sơ bộ về giá trị tài sản mà tỷ phú này có được. Nói đến thời điểm này, nhờ tâm thế của nhà đầu tư từng trải, lão luyện, nên Phạm Nhật Vượng vẫn giữ ngôi vị là người giàu nhất Việt Nam. Tuy vậy, bên cạnh đó luôn đi kèm sự đầu tư tâm sức, mồ hôi nước mắt, sự đam mê, lòng nhiệt huyết.
Không có thành công nào là trải trên thảm đỏ. Bởi vậy đây cũng là bài học cho những người trẻ, hãy học tập hết mình, dám đương đầu, mạo hiểm và tự tạo cho mình những cơ hội để làm giàu và khẳng định khả năng, bản lĩnh của người Việt Nam với thế giới, giống như doanh nhân Phạm Nhật Vượng. Anh em nghĩ sao về tỷ phú Phạm Nhật Vượng? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Và anh em cũng đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.